Sáng ngày 11 tháng 4, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam, Hội nông dân xã Vũ Di, tổ chức hội nghị triển khai cao điểm phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân 2023. 2024 cho 100 hội viên hội nông dân xã Vũ Di. Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh làm đồng. Thời tiết thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến trà lúa xuân sớm chỗ tập trung từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 4, lúa xuân muộn tập trung từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 đây là thời kỳ cây lúa rất mẫn cảm với sinh vật gây hại như dày nâu, dày lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn và chuột. Để chủ động phòng trừ các loại sinh vật gây hại, bảo vệ sản xuất, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do dịch hại gây ra phòng nông nghiệp, Trạm khuyến nông huyện khuyến cáo bà con nông dân xã Vũ Di cần thường xuyên thăm đồng, nắm chắc diễn biến của thời tiết, sinh trưởng cây trồng và sinh vật gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường thực hiện các biện pháp thủ công, vơ lá bệnh khô vằn trên ruộng, ngắt ổ trứng, cắt rành héo sâu đục thân phun thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu khi sinh vật đến ngưỡng phòng trừ, theo nguyên tắc 4 đúng đảm bảo an toàn hiệu quả. Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm phòng trừ sâu bệnh hại phòng nông nghiệp huyện sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và 15 xã, thị trấn, Yên Bình, Phú Đa, Lũng Hòa, Yên Lập, Bình Dương, Vĩnh Sơn, thị trấn Tứ Trưng, Vũ Di, Tuân Chính, Tam Phúc, Thượng Trưng, Tân Phú, Trấn Hưng, Nghĩa Hưng, Kim Xá, tổ chức triển khai cao điểm phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân 2023-2024 cho bà con nông dân.